Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Thì ngày hôm nay cái lúc mình làm cái video này thì giá thị đồng Bitcoin ở trên sàn Coinbase là 7 ,833. Thì các bạn thấy được là cũng đã hồi phục lại một phần nhỏ so với giá cả ngày hôm qua cái Lúc mình thường làm video ngày hôm qua là giá là khoảng 7.600 đô Nhưng mà thông vẫn nghĩ là chúng ta đang trong cái thời kỳ điều chỉnh lại Sau cái sự tăng trưởng mạnh trong thời gian các bạn thấy được từ tháng 2 cho tới bây giờ Trong thời gian 4 tháng vừa qua và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói tới giá cả của Bitcoin cũng như là giá cả của altcoin và một số tin tức liên quan tới giá cả. Ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ nói tới một số tin tức liên quan tới hợp đồng tương lai của Bitcoin được giao dịch. Chúng ta cũng có một tin tức liên quan tới là có một số lượng lớn đồng Bitcoin đã bị di chuyển. Và kế đó chúng ta cũng sẽ nói tới là cái đợt xuống giá này, cái đợt điều chỉnh này có thể là điều chỉnh sau tới bao nhiêu. Nhưng mà trước khi mà chúng ta bắt đầu thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn nhận được giá trị trong video ngày hôm nay thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và tôi cũng muốn cảm ơn tài trợ của video ngày hôm nay đó chính là Mega LTR. Mega LTR là một hệ thống sổ số trên mạng lưới của blockchain. Mỗi một vé là 2 đô la và các bạn có thể mua vé bằng đồng Ethereum bằng cách là dùng đồng Ethereum đổi với đồng LTR để mà tham gia sổ số. Trên mạng lưới của Mega LTR này thì mỗi ngày sẽ sổ số một lần và 75% của tất cả số tiền thu được ngày hôm đó sẽ là quỹ sổ số. Nếu như mà không ai chúng gia độc đắc thì có số tiền sẽ được đôn lên hàng ngày và kết hoạt động số số và trúng thưởng này cũng rất tương tự như là những bài nào đã từng chơi Mega Millions hay là Powerball. Con số 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 hàng ngày là sẽ được đưa ra từ mạng lưới bằng một thuật toán ngẫu nhiên như là bạn nhìn thấy trên màn hình. Còn số tiền còn lại mà thu được hàng ngày nghĩa là 25% còn lại thì 5% sẽ được đưa vào quỹ từ thiện, 5% kế đó sẽ được đưa vào quỹ phát triển đồng Ethereum và Bitcoin. 5% kế tiếp là sẽ được đưa vào cái quỹ dùng để trả quy hồng cho những bạn nào đưa người khác sử dụng link giới thiệu của mình và 10% còn lại là được sử dụng trong việc phát triển và hoạt động mạng lưới này. Những bạn nào mà có hứng thú thì link sẽ nằm ở phía dưới video này. Trở lại với thị trường ngày hôm nay thì các bạn thấy được là tuy là ngày hôm nay giá cả cũng đã hồi phục lên một phần nhỏ so với giá cả của ngày hôm qua nhưng mà nhiều người vẫn cho đây là một cuộc điều chỉnh giá và câu hỏi bây giờ là cuộc điều chỉnh giá này là sẽ xuống sâu bao nhiêu. Thì một số điều đã được chia sẻ đó chính là mỗi một lần mà chúng ta thấy được là Bitcoin lên mạnh như là kỳ này thì mỗi một lần mà Bitcoin lên mạnh liên tục trong vòng mấy tháng trời thì cơ hội Bitcoin bị điều chỉnh lại lên tới 30% là một điều chúng ta cũng đã từng thấy rất nhiều lần ở trong lịch sử của Bitcoin như là một cái thuyết được chia sẻ bởi Josh Rager các bạn thấy được là lịch sử Bitcoin đã có rất nhiều lần khi mà giá trị tăng mạnh, sau đó bị điều chỉnh lại 30% Và nếu như mà chúng ta nhìn vào cái giá trị của đợt tăng trưởng kỳ này Giá trị coi nhất đó chính là khoảng 9.100 đô vào ngày 30 tây tháng 5 Thì nếu như mà thật sự chúng ta hồi phục lại 30% Nghĩa là giá trị Bitcoin sẽ trả về cái mức là trên 6.000 đô một chút Khoảng chừng là 6.200 đô, 6.300 đô Thì có phải thật sự là kỳ này chúng ta có thể là bị điều chỉnh xuống tới cái mức là 6.200 đô hay là không? Tuy nhiên là thường không biết được nhưng mà các bạn thấy được đây là một điều hoàn toàn có thể dựa trên lịch sử của Bitcoin từ trước cho tới bây giờ. Và câu hỏi bây giờ là nếu như mà Bitcoin tiếp tục điều chỉnh xuống đến mức là 6.000 đô thì các bạn sẽ làm gì? Có nhiều bạn thường hay comment nói là chờ Bitcoin trở về mức là 6.000 đô để mà mua thêm. Thì các bạn đã chuẩn bị tâm lý để mà mua khi mà giá trị xuống tới 6.000 đô hay là chưa? Còn về bản thân Thuận thì nhiều bạn cũng đã biết là Thuận không có trade ở thời điểm hiện tại. Thuận chủ yếu là mua để mà hô lâu dài. Cho nên mỗi một tuần Thuận vẫn mua một ít để trung bình giá cho sau này. Và có một điều mà có nhiều bạn nói tới ngày hôm qua Đó chính là việc liên quan tới cái số lượng lớn đồng Bitcoin đã được di chuyển lên trên sàn Coinbase Thì các bạn đang nhìn vào cái Twitter của Well Alert Đây là một cái Twitter mà chuyên để mà theo dõi những cái ví lớn Và mỗi một lần mà có cái số lượng tiền lớn di chuyển Thì họ sẽ đưa ra một cái tweet Và ngày hôm qua thì các bạn thấy là cái số lượng 25.160 đồng Bitcoin đã được di chuyển Lên cái ví của sàn Coinbase Tương đương với giá trị là 213 triệu con số khá lớn và các bạn có thể bấm vào cái link này để mà xem cái tài liệu giao dịch thực sự của cái giao dịch này là như thế nào Thì các bạn thấy được là cái số lượng này đưa lên trên một cái ví mà nhiều người tin tưởng đó là cái ví của sàn Coinbase Và sau đó thì có hai cái giao dịch, cái số lượng tiền cũng tương đương đã di chuyển một cái ví khác nữa Thì nhiều bạn nhìn vào tài liệu này ngày hôm qua và cho là cái số lượng 25.160 đồng BTC này, đồng Bitcoin này đã di chuyển lên trên sàn Coinbase để bán đi cho nên thị trường đã đi xuống nhưng mà thật ra chúng ta chưa có bất cứ một dẫn chứng nào cho thấy là cái số lượng tiền này đã bị bán đi ở trên sàn Coinbase các bạn thấy đi chỉ đơn giản là một cái giao dịch một cái dữ liệu ở trên mạng lưới của blockchain chứ không phải là bằng chứng số tiền này đã bị bán đi có thể là một người nào đó di chuyển số tiền này lên trên sàn Coinbase di chuyển vào một nơi khác vì một lý do nào đó hay là người này muốn di chuyển một số lượng lớn đồng bitcoin để mà hù mọi người hoặc là số lượng tiền này thực sự là của một ví khác của sàn Coinbase họ chỉ đơn giản là di chuyển lên trên sàn sau đó là di chuyển qua một cái ví khác thuộc quyền quản lý của sàn. Điều thường muốn nói đây là chúng ta hoàn toàn không biết được là cái số tiền này tại sao bị di chuyển. Cho nên thường cũng không có coi nặng về cái tài liệu này. Thật ra khi mà chúng ta nhìn vào đồng Bitcoin ở trên sàn Coinbase thì bạn thấy được là hồi tháng 2, ngày 8 tây, đầu tháng 2 lúc đó các bạn thấy được một đồng Bitcoin chỉ có 3.359 mà các bạn thấy được là cuối tháng 5, những ngày 30 tháng 5 thì một đồng Bitcoin lên tới cái mức là 9.186 trên sàn Coinbase cho bạn thấy được là trong thời gian chỉ khoảng có 12 tuần mà đã tăng trưởng rất nhiều gần như là 300 đã tăng lên gần như là 3 lần thì các bạn thấy là những người nào mà đã mua với giá thấp hơn nghĩa là với giá khoảng chừng là 3 ba 4 000 thậm chí là 4 500 thì bây giờ những người đó các bạn thấy đã lời gần như là gấp đôi thậm chí là gần như gấp ba cho nên ở một thời điểm nào đó thì họ sẽ chốt lời. Thuận cảm thấy đây cũng không phải là một điều gì gọi là quá bất ngờ. Và ở thời điểm hiện tại Thuận không có nhiều lo lắng về cái giá cả của thị trường. Và Thuận bây giờ chỉ coi đây như là một cuộc điều chỉnh mà rất cần thiết để chúng ta có thể tiếp tục có sự tăng trưởng kế tiếp. Và nếu như mà cuộc điều chỉnh này thật sự là xuống tới cái mức là 6.000 đô thì Thuận chỉ cảm thấy đây cũng là một cơ hội để tiếp tục mua thêm Bitcoin để mà chuẩn bị cho cuộc tăng trưởng kế tiếp. Đó là suy nghĩ cá nhân của Thuận, đương nhiên đây không phải là lời khuyên đầu tư. Các bạn cần phải xem xét các tài liệu và tự ra quyết định cho bản thân của mình. Tuy là các bạn thấy được là giá cả hiện tại là đang ở trong tình trạng điều chỉnh, nhưng mà các bạn thấy là cái sự mà hứng thú về thị trường này đối với những nhà đầu tư truyền thống, những nhà đầu tư lớn, ngày lại càng tăng lên. Các bạn thấy được là tin tức ngày hôm nay được đưa ra là sàn CME, đó chính là sàn giao dịch hợp đồng tương lai Chicago Mercantile Exchange. Thì bây giờ các bạn thấy là hiện tại thì cái số lượng hợp đồng tương lai mà giao dịch từ ngày 27 Tây tháng 5 cho tới ngày 3 Tây tháng 6 mới đây là lên tới mức kỷ lục là 5.190 hợp đồng tương lai đã tăng hơn 7% so với tuần vừa rồi. Cho nên các bạn thấy được tại thị trường này ngày lại càng có nhiều người đầu tư lớn quan tâm tới những bạn nào mà mới tham gia vào thị trường này mà chưa rõ về hợp đồng tương lai của Bitcoin là như thế nào thì các bạn cần nên biết là trước đây khi mà hồi năm 2017 thì sàn CME là một trong hai sàn của Hoa Kỳ cho giao dịch hợp đồng tương lai của Bitcoin. Và hợp đồng tương lai là như thế nào? Hợp đồng tương lai các bạn có thể nghĩ đơn giản là một công cụ tài chính là một cái hợp đồng cá cược. Giống như là giả sử như các bạn nghĩ là từ đây tới tháng 9 thì Bitcoin sẽ hơn 10.000 đô. Các bạn có thể lên trên sàn của CME để mà mua hợp đồng tương lai 10.000 đô từ đây đến tháng 9. Và đương nhiên các bạn mua tại vì các bạn nghĩ là từ đây tới tháng 9 giá cả sẽ hơn 10.000 đô và cái người mà bán hợp đồng đó cho các bạn sẽ nghĩ ngược lại nghĩa là từ đây tới tháng 9 thì giá cả sẽ dưới 10.000 đô và nếu như mà tháng 9 đáo hạn mà cái lúc đáo hạn mà giá bị bitcoin thật sự là hơn 10.000 đô thì các bạn sẽ có lời người kia sẽ bị lỗ và ngược lại nếu như dưới 10.000 đô thì người kia sẽ có lời và bạn sẽ bị lỗ hợp đồng đó và cái lời đổ đó là sẽ được quy ra tiền đô la và người thắng sẽ đưa cho người thua bằng tiền đô la chứ không phải là bằng đồng bitcoin và đây cũng là một trong những điều mà làm cho nhiều bạn khó hiểu là trong cái thị trường CME là một thị trường giao dịch rất là lớn cho bạn thấy được là thống kê được đưa ra bởi công ty Bitwise là cái số lượng mà giao dịch ở trên sàn CME và sàn CBOE Cái số lượng giao dịch hợp đồng tương lai của Bitcoin là ngang hàng với cái số lượng giao dịch ở trên 10 sàn lớn hiện tại mà có Bitcoin thật sự nhưng mà cái số lượng giao dịch ở trên sàn của CME và CBOE thì lại không có Bitcoin thực sự được di chuyển thì làm sao ảnh hưởng tới giá cả thì chúng ta cũng đã từng nói tới việc này rất nhiều lần trước khi mà hợp đồng tương lai của Bitcoin được đưa ra thì lúc đó Hùng đã giải thích thì tuy là không có Bitcoin thực sự được di chuyển nhưng mà một người đầu đó có thể là mua một số lượng lớn hợp đồng tương lai và sau đó tìm cách để mà đẩy giá xuống hoặc là đẩy giá lên tùy theo là họ mua hợp đồng tương lai nào giả sử như là bạn mua hợp đồng tương lai nghĩ là giá cho Bitcoin sẽ đi xuống từ đây tới tháng 9 thì tới giờ tháng 9 các bạn có thể sử dụng một số lượng lớn Bitcoin thực sự lên trên những sàn như là Binance hay là Coinbase và bán đi. Và đương nhiên nếu như mà các bạn bán đi một số lượng lớn đồng Bitcoin thì càng bán thì giá sẽ càng đi xuống thì các bạn sẽ càng lỗ nhiều hơn. Nhưng mà họ sẽ không quan tâm tới cái việc lỗ ở trên sàn tại vì họ đã mua một số lượng lớn hợp đồng tương lai ở trên sàn CME chẳng hạn và cái số mà họ lời được ở trên hợp đồng tương lai còn nhiều hơn là cái số mà họ lỗ trên sàn rất nhiều lần. Nhưng mà bây giờ có một số đề xuất như chúng ta nói tới là sàn BAC, sàn mà cùng công ty mẹ với lại sàn chứng khoán New York của Hoa Kỳ sàn NYSE thì sàn BAT chúng ta có thể biết là hiện bây giờ là sàn BAT đã bị trì hoãn lại tới khoảng tháng 7 chúng ta hy vọng là sàn BAT sẽ được ra mắt thì sàn BAT thì cũng tương tự sẽ cho giao dịch hợp đồng tương lai của Bitcoin nhưng mà điều khác biệt đó chính là sàn BAT khi mà hợp đồng đáo hạn thì sẽ có Bitcoin chính thức được giao dịch chứ không phải là giao dịch tính theo tiền mặt cho đó là một trong những điều mà tại sao rất nhiều người quan tâm tới sự ra đời của sàn BAT và khi mà chúng ta nói tới hợp đồng tương lai của CME thì có một điều mà rất nhiều người nói tới trong thời gian gần đây đó chính là liên quan tới việc lỗ hỏng hợp đồng tương lai ở trên sàn CME Và nhiều người sử dụng những tài liệu này và cho rằng là giá trị Bitcoin sẽ trở về cái vùng là khoảng 6.000 đô Thì để được giải thích các bạn hiểu được là lỗ hỏng hợp đồng tương lai là như thế nào Thì một điều các bạn cần nên biết là khi mà chúng ta giao dịch ở trên thị trường tiền kỹ thuật số thì các sàn giao dịch như là Binance, như là Coinbase, như là Gemini hay là Bittrex những sàn giao dịch đó là những sàn giao dịch 24 trên 24 nghĩa là không có nghỉ nhưng mà thực sự thị trường tài chính thì không có hoạt động như vậy. Các bạn thấy được là ngay cả khi các bạn chơi Forex thì Forex cũng nghĩ các bạn thấy được là trên Forex là 24 năm, nghĩa là 5 ngày, 24 tiếng và khi chúng ta nói tới thị trường tài chính truyền thống như là thị trường cổ phiếu hay là thị trường trái phiếu thì các bạn sẽ thấy được là thị trường chỉ giao dịch như là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ thì chỉ bắt đầu mở cửa là khoảng từ 9 giờ giữa sáng cho tới 4 giờ chiều giờ của New York và hợp đồng tương lai của Bitcoin trên sàn CME thì cũng tương tự đi theo giờ tài chính của nước Mỹ. Và vì lý do đó có một hiện tượng xảy ra khi chúng ta nói tới lỗ hỏng của CME futures hay là CME future gap như là Josh Rager nói tới trong cái tweet này hay là các bạn thấy được là Klondike Crypto Rush cũng nói tới trong cái thuyết này Thì cái hiện tượng các bạn thấy được ở đây Các bạn thấy được là có một lỗ hỏng ở trong cái biểu đồ này Lỗ hỏng này được tạo ra là tại vì khi mà thị trường tài chính truyền thống đóng cửa Tới lúc mà thị trường truyền thống mở cửa trở lại Thì cái giá mà lúc thị trường CME đóng cửa cuối tuần ngày thứ sáu Tới cái giá mà thị trường CME mở cửa lại ngày thứ hai Thì giá trị đã dao động khá nhiều như là chúng ta thấy được trong thời gian hai ba tuần vừa qua thì trong cuối tuần các bạn thấy giá trị đã lên rất cao cho nên khi mở cửa thì cái giá đóng cửa và cái giá mở cửa đã có một khoảng cách và nhiều người thì cho là cái khoảng cách cái lỗ hổng này là sẽ bị lấp lại có nghĩa là giá trị trước sau gì cũng sẽ đi trở xuống để mà trở lại cái vùng này sau đó mới tiếp tục đi tiếp nghĩa là giá trị tương lai của bitcoin sẽ đi trở xuống để mà lắp lại cái lỗ hỏng này cho nên nhiều người nói là giá trị bitcoin sẽ trả về cái vùng là khoảng 6.000 đô thì các bạn đã thấy là rất nhiều lần điều này đã xảy ra cho nên nếu như mà những bạn nào mà nhìn thấy những lỗ hỏng này và đặt lệnh trade dựa trên những tài liệu lỗ hỏng này thì có thể các bạn đã thắng rất nhiều lần nhưng một điều mà thường muốn nói là thực sự mà nói là không có bất cứ một điều gì có thể giải thích được là tại sao mà giá trị bitcoin trở lại cái dùng mà lỗ hỏng đó hoặc là không có bất cứ điều gì có thể đảm bảo được là sau này mỗi lần mà có lỗ hỏng ở trên hợp đồng tương lai của cme mỗi lần mà có lỗ hỏng về giá cả trên hợp đồng tương lai của sàn cme thì giá cả tương lai cũng sẽ trả trở lại trong vùng lỗ hỏng đó và một ngày nào đó có thể là các bạn giao dịch một số lượng lớn dựa trên cái lỗ hỏng giá cả của hợp đồng tương lai trên sàn CME nhưng mà giá cả lại không trở lại thì các bạn có thể bị lỗ rất nhiều cho nên điều thường muốn nói đây là chỉ muốn giải thích cho bạn hiểu được mỗi lần các bạn nghe nói tới lỗ hỏng giá cả của hợp đồng tương lai của CME thì có ý nghĩa như thế nào và đối với thường đây cũng không phải là một tài liệu mà thường quan tâm tới nhiều và ngoại trừ đồng con ra thì các bạn thấy được là hiện bây giờ các đồng lớn khác thì cũng tương tự các bạn thấy là hiện bây giờ Ethereum thì ngày hôm nay xuống 1,61%, XRP xuống 2,9%, Bitcoin Cash cũng tương tự như Ethereum xuống 1,63%, Litecoin xuống 1,39%, đồng US thì hôm nay lại xuống gần như là 5%. Các bạn thấy là đồng US lại từ từ xuống sau khi mà đại hội B1 diễn ra. Thường cũng đó là một cái video liên quan tới đại hội B1. Những mà nào mà có hứng thú thì có thể là xem video đó. Đồng Binance Coin thì xuống 1,88%, đồng Bitcoin Cash SV các bạn thấy được là một lần nữa đã tiếp tục tăng lên, bây giờ là lên 5,53%, đã lên tới 232 đô. Đồng Tether chúng ta không nói tới, Stellar xuống 1,54%, và đồng Tron lên 4,1%. Đồng Tron tiếp tục PR về cái việc liên quan tới là Justin Sun của đồng Tron sẽ ngồi ăn cơm trưa với lại Warren Buffett. Chúng ta cũng đã nói tới tài liệu này trong video ngày hôm qua. Và cuối cùng là Cardano xuống 2,38%. Và trong tháng 100 ngày hôm nay các bạn thấy được đồng lên nhiều nhất đó chính là đồng HatchTrade ngày hôm nay lên 46,9% Và tuy các bạn thấy được là đồng này bây giờ đứng hạng thứ 85 Đã lên bây giờ là gần như 49% nhưng mà các bạn thấy là đồng này giao dịch trên những sàn rất nhỏ và các bạn thấy đây là những sàn mà ít ai nghe nói tới Ngay cả các bạn thường thường cũng chưa hề nghe nói tới những sàn này Cho nên những đồng nào mà có vốn hóa thấp và giao dịch trên những sàn nhỏ thì rất dễ bị làm giá. Đó là một điều các bạn cần phải lưu ý. Những bạn nào mà hứng thú mới biết đồng Hashtrade này là đồng gì? Đây là một đồng ở trên mạng giao dịch xã hội. Thì những thấy giao diện này, thường chưa hề sử dụng Hashtrade nhưng mà thường nghĩ cũng tương tự như là những bạn nào mà sử dụng eToro bạn có thể là theo dõi những cái trader khác cái đó các bạn thấy được là đồng mà lên nhiều thứ nhì ngày hôm nay đó chính là đồng Bitcoin Khi đồng Bytham là đồng thứ hạng thứ 56 Các mà thấy hôm nay lên gần như là 15% Và nhìn vào những sàn nào mà cho dịch đồng Bitcoin Thì các bạn thấy đây trong đó chúng ta có sàn Bbox, sàn Hobby Global, sàn Comex, sàn OKX Thì cũng tương đối đây là những sàn mà cũng khá lớn Và những bạn nào muốn biết đồng Bitcoin là một đồng như thế nào thì chúng ta nhìn vào trang bố chính thức của đồng Bitcoin. Thì nhìn vào những tài liệu sơ bộ, đây cũng là một nền tảng mà có hợp đồng tương lai. Khi đó các bạn thấy được là những năm nào xuống nhiều nhất ngày hôm nay thì các bạn thấy là trong đó chúng ta có đồng Crypto.com Chain thì đã xuống 10,34%. Và khi chúng ta nhìn vào Crypto.com Chain, đồng CRO, hay mà giữ hạng 24, thì các bạn thấy là đồng này thì giao dịch trên những sàn như là HitBTC, sàn Upbit và sàn Bittrex thì cũng tương đối là giao dịch thì một số sàn lớn Thì các bạn nhìn vào đồng này là đồng như thế nào Thì nhìn vào trên mới chính thức là crypto.com Thì dựa vào những tài liệu sơ bộ là một đồng dùng để thanh toán Và cuối cùng, các bạn nhìn vào mà đồng xuống nhiều thứ nhiên ngày hôm nay đó chính là đồng Tezos Thì đồng Tezos các bạn thấy là hiện bây giờ đứng hàng thứ 19 Là một đồng mà cũng khá nhiều người biết tới Một đồng mà trước đây cũng có khá nhiều scandal các bạn cũng đã biết là đồng này những người nào mà đầu tư ICO là phải chờ một thời gian rất lâu thường nhớ là hơn một năm thì lúc đó đồng này mới phát hành tại vì có rất nhiều mâu thuẫn xảy ra trong nội bộ rất là liên quan tới việc tiền bạc nhưng mà cuối cùng thì đồng Tezo cũng đã được phát hành và các bạn thấy được là đồng này bây giờ giao dịch phần lớn là trên Gate.io, sàn Bitmax và sàn Kraken Và đồng Tezo này là một nền tảng tương tự như là chúng ta nói tới những nền tảng một hợp đồng thông minh Như nền tảng của Ethereum hay là EOS hay là Cardano Thì đây là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn